4 chiếc váy cưới trong hôn lễ xa hoa của Mizu, sương sương cũng cả tỷ đồng. Ngoài không gian lộng lẫy trong hôn lễ xa hoa, trang phục của cô dâu Mizu cũng gây tò mò với giới mộ điệu. Được biết, Mizu sử dụng tổng cộng 4 chiếc váy cưới gồm 2 chiếc đến từ thương hiệu Ellie Shop, 1 chiếc của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và mẫu còn lại thuộc về nhà thiết kế Trà Linh. Tất cả đều được đặt may riêng biệt theo số đo của nữ diễn viên. Đầu tiên, Mizu sử dụng 2 chiếc váy đến từ Ellie Shop cho 2 thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình là đón khách và làm lễ. Váy đón khách thuộc bộ sưu tập xuân hè 2023 tên sự rạng rỡ thanh tao, được định giá khoảng 19.000 đô, tương đương 484 triệu đồng. Chiếc váy cưới thứ hai được Mizu chọn bước vào lễ đường làm lễ với chồng thuộc bộ sưu tập thu đông 2024, có tên Of Diamond Dust, trị giá của chiếc đầm lên đến 26.000 đô, tương đương 660 triệu đồng. Chiếc váy thứ ba được cô dâu dùng để chào bàn khách tham dự là của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Mẫu váy cưới mang nguồn cảm hứng từ sự mềm mại và uyển chuyển của dòng suối đầy thơ mộng. Điểm nhấn là kỹ thuật xếp ly phối thêm nhiều viên đá Swarovski lấp lánh. Trang phục được đội ngũ thực hiện trong vòng 800 giờ. Cuối cùng là mẫu đầm đến từ nhà thiết kế Trà Linh, được lấy cảm hứng từ Tinker Bell và mất đến 2 tháng để thực hiện. Chiếc váy này tốn đến hơn 1.000 mét vải sequin fabric cao cấp, được đính kết từ gần 1.000 viên pha lê Swarovski cao cấp nhập khẩu từ Áo, phủ trên hơn 70 lớp, với tổng kích thước lên đến 1.400 mét.